Momo.me, trang web chơi chắn lẻ Momo uy tín hàng đầu Việt Nam. Tất thắng ngày nhận thưởng quá to, thắng hay thua là do cách chơi của bạn. Chiến ngay tại gomomo.me. Hello, xin chào mọi người. Thì hiện tại là mình vừa nhận được cuộc điện thoại của con bồ của anh Chiến ấy, thì nó bảo là mình ra đây để nói chuyện với nó. Nhưng mà mình đứng đây từ lúc là được tầm 15 phút rồi mà chưa thấy nó đến đây, thì tự nhiên là mình nhận được một cuộc điện thoại của nó bảo là bây giờ đi lên tầm khoảng hơn một cây nữa thì gặp nó ở ngay chỗ mặt đường này. Thì không biết là nó định nói chuyện gì với mình giải thích rõ ràng với nó là mình không có chuyện gì để nói với nó rồi, nhưng mà nó cứ khăng khăng là đòi gặp mình cơ mọi người ạ. Nên là mình cũng có lấy xe của anh Chiến, xong rồi mình đi ra gặp nó xem nó có ý định gì. Hôm nay lúc nãy trời cũng mưa ấy, nhưng bây giờ ngớt rồi, không biết là gặp nhau để làm gì. Mình đã bảo là không có gì để nói với nó rồi, chắc là nó kiểu là vẫn kiểu cay hôm qua mình có vả nó phát đấy mọi người. Thì mình cũng muốn quay lại video này để cho mọi người biết đấy, là để cho mọi người biết là mình đi gặp nó và nó sẽ xem nó sẽ làm gì với mình. Mình nghĩ là chắc là chẳng làm gì đâu, nó chỉ nói chuyện bình thường cái gì đấy đó, nói chuyện thôi. Tự nhiên là Chiến gọi gì không biết. Alo, tao mang xe mày ra đây, tao gặp con bồ của mày chứ làm sao. Mày lấy xe tao đi, mày không hỏi tao một câu nào mà mày... Hỏi gì? Bây giờ bồ mày hiện tao ra để nói chuyện, tao bảo giải thích rõ ràng với nó là không có gì nói rồi, bây giờ nó vẫn khăng khăng là gặp tao. Mày mày mang xe tao đi, mày không hỏi tao câu nào nhá, mày chết hay mày muốn như nào? Vậy chứ xe này xe cũng là của Trung. Cái gì? Vậy xe này xe cũng là của Trung, chả có xe là ai đây cả. Mày tao với mày sắp là vợ chồng rồi, bây giờ xe này chả có là của mày hay là của tao gì cả. Tao đéo cho phép mày động cái xe của tao nhá. Đéo cho phép cái gì? Bây giờ tao thích động rồi đấy. Con bồ mày hẹn gặp tao đây này. Mày mang xe về cho chay tao còn tao không thích. Tao không chuyện gì mày tự trách nhiệm nhá, tao không biết rồi đấy. Cháu không có liên quan gì đến mày cả. Cho mày ngu lên mày đi một mình, nhớ đâu đánh mày làm thế nào. Đánh cái gì? Mày quan tâm tao tầm gì? Thì lúc mình lấy xe nó, mình không gọi nó, ngoại nó. Thôi lên đây không tí nó lại đợi lâu quá. Thôi, anh cứ xuống xem như thế nào. Xuống xem gì? Ở trên xe thôi. Thôi, cứ để xuống đi. Mày cứ xuống trước đi. Ra đây, em gặp chị nói chuyện thôi. Tại vì nói em bảo mày không có chuyện gì nói gì nói chuyện điện thoại à. Nhưng mà em có những chuyện không tiện nói trên điện thoại ấy. Thì em biết là chị đang nghĩ là em với cả anh Chiến có gì. Nhưng mà em với cả anh Chiến không có gì đâu. Chị có nghĩa linh tinh ấy. Chị sinh xong không có cái gì nhiều chúng mày lấy nhau vào nhà nghỉ bảo hôm qua em không biết gì cả. Bây giờ anh bảo em vào đấy xong rồi bảo vào em tí thôi á, thứ thì em cũng không nghĩ là như thế. Mày đừng có dùng cái giọng đàn ai nói chuyện với tao. Em nói với chị chả nhất chị em chơi với nhau, chị thì không hiểu em. Em chơi với nhau mày làm như thế với tao ạ? À? Em làm gì đâu, làm gì đâu, em cái bụng cái chở cái thai bụng mày là gì. Nói chung là toàn là những chuyện mà không ai mong muốn nó xảy ra. Thôi bây giờ chị phải bình tĩnh để chị nghe em giải thích. Không mong muốn cái gì, bây giờ đấy là chồng tao mà cứ biết rồi. Tao với nó cũng chuẩn bị cưới nhau rồi. Thế là chị không nghe em giải thích thì chị cứ thích làm khó dễ cho em ấy nhỉ? Tao không thích giải thích cái gì cả. Bây giờ chuyện nó thành thành bắt như thế rồi phải giải thích cái gì. Thế anh gọi tao để làm gì? Em ra đây em chỉ muốn là hai chị em mình làm hòa với nhau thôi. Thì em cũng nói để cho chị hiểu rồi, chứ có phải là em cố tình như thế đâu. Thôi bây giờ chị em mình thôi, bắt tay vào làm hòa cái đấy. Thì em mày không muốn làm hòa đúng không? Đâu cái gì để làm hòa cả. Thì đúng đấy. Ê, quá à. Mình biết làm gì. Ô, mẹ ông kia. Mày, mẹ ông kia. Mẹ ông kia. Sao không em? Mẹ nó nổ hết cái gì mà em ơi. Ui, toàn mùi mắm tôm thôi em ơi. Mẹ điên đấy. Mẹ rủ cái gì nó mùi thối vậy? Mùi mắm tôm ấy. Mùi à? Mùi mắm tôm thối lắm. Được làm nào? Nó đi theo con nào ấy nhỉ? Chắc đồng bọn của nó hay sao ấy. Các bạn nổ là cái gì lên đây nữa?
Đấy, anh bảo em đừng có ra rồi, cứ ra làm gì? Đừng... Em biết đâu, em cứ nghe nói chuyện bình thường thôi, ai ngờ đổ mắm tôm mọi người em. Đổ mắm tôm mọi người hết người rồi, thối bộ mẹ ra đây này. Chỉ có thằng Chiến làm thôi, mẹ cái thằng này. Chỉ có nó thôi. Cứ làm nào gọi nó ra hay làm nào? Người bận đấy chứ. Ủa, dính hết lên xe rồi. Alo. Mày bảo con vô mày đổ mắm tôm người tao đúng không? Chả liên quan gì. Chính xác là mày bảo nó đổ mắm tôm người tao rồi. Mẹ mày, mày nó đổ hết mắm tôm thối hết người tao rồi đấy. Ý mày bây giờ mày nói là như thế nào? Tao liên quan gì chúng mày? Chúng mày cho con trẻ con mày tại bọn không liên quan. Bây chỉ có chúng mày thông đồng với nhau thôi, chúng mày đổ hết mắm tôm với người tao cái gì? Mẹ mày ra đây mày ngửi hộ tao cái. Cái gì mày ý là mày làm sao hả? Bây giờ mày bênh nó cái gì? Chả bằng xe gì, bây giờ mày ra đây mày ngửi hộ tao cái mắm tôm mày với. Mày chả có ngu thì bây chỉ có mày thông đồng với nó đổ mắm tôm với người tao thôi. Bây giờ mày gọi nó quay lại cho tao. Bây tao bảo mày gọi nó quay lại cho tao. Nó chạy hơi nhanh đấy. Mẹ mày. Tổ quất mắm tôm với người đi xe về có gì nó không biết. Giờ trèo lên xe có mà thối hết. Rồi làm sao về á. Tí nữa gọi nó nào mang quần áo ra thôi. Thế mang cái gì ra thôi. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một sản phẩm giảm cân. Hiện tại mình đang dùng đó là trà cốt bí xanh nha mọi người nhá. Thành phần 100% chất xuất từ bí xanh nha mọi người. Thì đây mình sẽ đọc công dụng cho mọi người cùng nghe này. Đây công dụng của nó là hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, giảm béo, hỗ trợ săn cơ, eo thon dáng đẹp nha mọi người. Bây giờ mình sẽ sử dụng luôn cho mọi người cùng xem này. Đấy thì hiện tại mình đang sử dụng trà cốt bí xanh này, thì một ngày mình sử dụng đều đặn một gói từ lúc mình sinh xong ấy. Thì mọi người cứ hay thắc mắc là tại sao về dáng như vậy, thì mình sử dụng trà cốt bí xanh nha mọi người nhé. Thì mọi người phải trên 3 tháng sau sinh, 3 tháng thì mọi người mới sử dụng được sản phẩm này. Đó, mọi người pha với từng ngày nước, uống trước bữa ăn 30 phút nha mọi người. Nó rất là dễ uống luôn, như nước ngọt luôn mọi người ạ. Như cái trà bí đao của mình ấy. Đấy thì bạn nào muốn sử dụng trà cốt bí xanh này thì mọi người có thể liên hệ qua Zalo của mình để được tư vấn nhé mọi người nhé. Chúc mọi người sớm về dáng và đẹp da nhé.